Rồi hôm nay trở lại với uh, cái video của đời con live vlog. Thì uh, chắc có lẽ cả nhà của mình cũng biết được rất là nhiều chuyện về uh, một thời gian vừa qua thì cũng có uh, có thấy rất là nhiều cộng đồng của chúng ta đưa lên những cái lời và có những cái uh, câu hỏi và những cái lời chia sẻ đến với cháu uh, À, Trường Lam Phải không ta Trường Lam ha đúng rồi Bé Trường Lam đó Thì cháu là Nếu mà tính ra bây giờ Thì cháu cũng chưa có đầy 6 tuổi thưa cả nhà Thì bé Trường Lam này có Một cái là Đầu óc rất là Thông minh Phải nói là rất là thông minh Có nhiều người À có những cái video mà của các anh chị youtube ở Việt Nam làm thì mình cũng có uh, có vào coi thì cũng có những cái bình luận nói rằng là bé này á, rất là giỏi vì bé này á, thì chắc có lẽ rằng là bề trên ban xuống rồi cũng có những cái bình luận nói rằng là uh, bé này có thể là nói được trước những cái uh, cái sự việc gì nó sắp sửa xảy đến rồi rất là nhiều cái sự chia sẻ mỗi người có một cái chia sẻ khác nhau nhưng đối về riêng mình thì thật sự mình thì mình nghĩ rằng tại vì cái đây là một cái riêng cái mỗi suy nghĩ của mỗi một người chứ không phải rằng là mình nói rằng là cả nhà phải suy nghĩ theo cái ý của mình nha cái này là giữa mình suy nghĩ riêng về phần mình thì mình sẽ chia sẻ cho cả nhà đối với bé gái này á thì theo như mình nghĩ á, là bé có một cái đầu óc rất là thông minh và một cái trí nhớ rất là tốt chứ còn mà nói về bé mà về à, cõi trên cõi dưới gì thì cái đó thì mình không có tình thật sự vì bé có thể rằng là có người Việt Nam của mình hay nói một câu là khôn trước tuổi, lớn trước tuổi gì đó. Thì mình thấy những cái mà cái lời nói của bé nó thật, nó có thể khôn hơn những đứa trẻ mà 5-6 tuổi con cháu của chúng ta. À, mới lúc nãy nè, cũng mới vừa coi thì lúc đó bé đi uh, chơi thì bé ở trên cái cầu uh, treo đó tuột xuống đó, thì ở cầu treo thì nhìn xuống thấy nguyên uh, mái nhà chùa đồ này kia thì chúa lại đọc những cái uh, bài kinh kệ thì uh, có người hỏi bé đang đọc cái gì thì bé trả lời nói rằng là bé đọc kinh để mà sớm hối uh, cầu siêu cho dân chúng đó thì một cái mà phải nói rằng là bé rất là hay vì đi kiếm một đứa trẻ mà năm tuổi mấy chưa đầy 6 tuổi mà thuộc hết tất cả những cái lời kinh kệ cũng như là chú Đại Bi. Nói xin lỗi nha. Chính mình là một người đã từng sống trong chùa từ thở nhỏ. Mình cũng là một người xuất thân từ chùa. Nhưng mà thật sự có sao nói vậy người ơi nha. Bây giờ mà kêu đọc chú Đại Bi á biết câu nào chết liền câu đó đó không có nhớ vì cái lúc nhỏ thì tay làm hàm nhai mà tối về chỉ biết giọng đại hầu chung mà rành nhất đó là cứ hầu chung sư khấu bảo kệ cao âm cái quýnh cái đùng một cái 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 tiếp tục nữa bây giờ biểu câu thứ nhì cũng không nhớ rồi chứ chứ đừng nói rằng là À, à chú Đại Bi Nhưng mà cháu gái này rất là thông minh, thật sự phải nói bé rất là có một cái cái bề trên có ban cho cháu có một cái mà phải nói rằng là rất là sáng suốt. Nhưng có nhiều cái uh, trong cái phần mà bé chia sẻ thì không biết cả nhà của mình nghĩ làm sao chứ đối với phần của mình thì mình thấy nó có cũng có nhiều cái rằng là có thể rằng là bé nghe đi nghe lại với những cái lời mà kinh kệ là điều thứ nhất hoặc là cũng như nghe đi nghe lại của những cái lời mà của gia đình ông bà cha mẹ gì đó chia sẻ thì cái sự chia sẻ đó thì có thể rằng là ngày qua ngày ngày qua ngày thì nó sẽ in vào trong cái ký ức của cháu thì cháu bắt đầu sẽ nhớ có thể rằng mình nói là cháu nhớ đâu thì cháu nói đó nhưng cháu gái này á là là không phải là nhớ đâu nói đó nha nói rất là đi theo cái đường lối để mà nói cho nên á, rất là nhiều người hỏi về chứ có phải rằng là bề trên chuyển xuống hay là không không có bề nào chuyển mà cháu cũng không có phải đi ngang đi dọc vậy trơn á Cháu cũng là người như chúng ta mà thôi, nhưng có một cái là cháu có một đầu óc rất là thông minh, nhưng có những cái á, là cũng như trong gia đình của cháu có thể nói qua nói lại rất là nhiều, hoặc là gia đình của cháu có một cái là à, tu rất là à, đặc biệt gì một vào một cái điểm nào đó và có thể là bà ngoại hoặc cha mẹ của cháu đọc kinh hàng ngày cháu có thể ngồi nếu mà một đứa trẻ cỡ 4 tuổi mà cả nhà mình cho đứa trẻ ngồi để mà đọc kinh kệ trong suốt 2 năm thì cũng có thể lọt vào đầu của cháu chứ không phải là không nếu mà có một đứa cháu sáng suốt và muốn tìm hiểu về kinh kệ như cái đó cũng là một cái mà cái sở thích nữa thưa cả nhà nếu mà không có sở thích thì cháu sẽ không bao giờ làm được nhưng mà có những cái mà cháu chia sẻ nói rằng là cháu mơ ước ước mơ của cháu làm sao có được một căn nhà cho nó khang trang nó lớn rộng quý vị biết không khi mà cháu chia sẻ ra cái đó đó thì rất là có nhiều người và trong cộng đồng của chúng ta đừng nói gì ai chính riêng bản thân của vlog cũng có thể suy nghĩ ra được vì những cái lời đó có thể rằng là cha mẹ nói rồi cháu nghe, cháu chỉ biết lặp đi lặp lại thì khi mà hỏi đến cháu thì cháu có thể nói thí dụ người nhà dặn nó ok nếu mà có chia sẻ thì ai có hỏi thì cứ nói như vậy. Mình không có chắc chắn rằng là, là người nhà bảo cháu dạy cháu phải nói như vậy, đúng không? Thì bây giờ á nếu mà nói như vậy làm sao cháu lại nhớ là chưa đầy 6 tuổi thì làm sao mơ ước được một căn nhà. Nói xin lỗi chứ bây giờ hỏi căn nhà bự căn nhà nhỏ cháu có thể phân biệt được chứ còn bây giờ mà hỏi à, hỏi cháu rằng là cháu muốn à, sống ở khách sạn hay là muốn sống ở nhà thì thật sự bây giờ cháu cũng không biết cái nào để mà cháu chọn tại vì cái đó chưa ai chỉ cho cháu nhưng mà theo như cái phần riêng của mình nghĩ thì mình thật sự mà nói mình không có nói rằng là ai người nào tốt người nào xấu mình không có nói nhưng mà mình chỉ tại vì đây là một cái kênh mà à, trung lập thì mình có thể chia sẻ với những cái gì mà mình thấy nhận xét được chứ mình không có đứng về bên nào và cũng không có phải rằng là à, bỏ bên này mà sỉ nhục bên kia nhưng mình chỉ nói rằng là nếu mà gia đình đưa ra những cái lời lẽ như vậy thì cộng đồng có thể thì nghĩ rằng là lợi dụng một cái tình thương hoặc là đem đi một đứa trẻ để mà ra để mà à, reo bán để mà nhận lợi những cái thí dụ như một cái công đức hoặc là những cái gì mà của các phật tử hoặc là à, cộng đồng của chúng ta có thể nó chờ ơi đứa bé dễ thương quá thôi mỗi người cho... À, cháu 1 triệu hoặc 5-3 triệu Vì thí dụ như vậy Đó là một cái phần mà của mình chia sẻ thôi Thì à, cháu sẽ được mỗi căn nhà như mơ ước của cháu Thì nếu mà nói như vậy thì à, Thật sự mình cũng không biết chia sẻ cái câu này như thế nào Vì mình không có muốn rằng à, Khi mình chia sẻ cái câu này ra Thì cộng đồng có thể nói rằng là Có thể rằng là mình không thích đứa cháu Không phải là mình không thích đứa cháu Đứa cháu rất là thông minh à nếu mà nói thích đó, thì mình rất là thích đứa cháu vì đứa cháu rất là thông minh cái mặt rất là sáng suốt rất là đẹp gái dễ thương thì uh, mình chỉ nói như vậy thí dụ như bây giờ để cho mình cắt nghĩa thí dụ như cắt nghĩa một phần chút xíu thôi để cho cả nhà mình biết được là cái ý nghĩa của uh, vlog muốn chia sẻ của cái câu chuyện của em của cháu gái này như thế nào thí dụ như bây giờ quý vị đi ra một cái chỗ nào đó quý vị đi ngang quý vị thấy một người homeless nằm ở giữa đường quý vị muốn cho tiền nhưng mà khi mà quý vị muốn cho tiền cái homeless đó thì những người đứng ở bên kia đường ta nói trời ơi đừng có cho người đó tại vì người đó đó lúc nào cũng giả bộ nằm vậy giải giải bạch bạch vậy chứ khi mà cho tiền rồi thì có thể rằng là người ta người ta cũng có nhà có cửa đàng hoàng chứ không phải là không đâu, cái này là một con sâu làm sầu nồi canh đó nó giả bộ vậy thôi. Thì quý vị nghe lời quý vị không cho. Đúng không? Rồi khi mà quý vị đi thêm vài bước nữa thì quý vị lại cũng gặp thêm một người nữa. Ở đây là một cái sự ví dụ của của Vlog thôi nha. Thì đi vài bước nữa quý vị sẽ gặp thêm một người nữa cũng nằm cũng xin tiền rồi quý vị lại suy nghĩ rằng chắc giống luôn cái ông nội nẫm đằng kia cho nên thôi đi luôn đi bỏ đi luôn nhưng mà cái đó là một cái mà mình lỡ đánh mất đi một cái lương tâm của một con người để cứu vớt một người đang cần mình thật sự là người thứ nhì họ rất là cần họ cần rất là cần mà có bằng trong túi của họ bây giờ không còn một xu mà họ rất là muốn có ly nước, họ muốn có một cái món ăn để mà dặn bụng vì đã 3 4 ngày họ không có đồ ăn trong bụng. Thì mình lại nghĩ rằng là giống y như cái người ở đằng trước thì vô tình mình lại bỏ đi một người đã cần sự giúp đỡ của mình. Thì đó, ý là là mình chia sẻ cho cả nhà mình hiểu được là à, em cái cháu bé cái cháu gái này nói ra là ước gì có được căn nhà thì bây giờ trong cộng đồng của chúng ta nó ở thôi cho có người nói thôi nhiều khi giàn cảnh nó cũng khổ cho nên bây giờ á, thật sự trong cái chương trình của youtube á, của các câu chuyện mà của các anh em của chúng tôi để làm một cái YouTube để đưa lên cho cả nhà, cho toàn thế giới hiểu được rằng là cái đó mình có nên giúp, cái đó mình có um, nên không giúp hay là không? Nhưng mà tùy theo cái lương tâm của mọi người, tùy theo một cái cuộc mà um, mà chúng ta uh, làm theo cái lòng của mình đó là những cái gì mà của mình chia sẻ còn đối với riêng mình nha đối với riêng mình thì mình sẽ làm như thế nào mình gặp hai người đó có hai người bên kia đã nói như vậy thì bây giờ đối với riêng mình thì khi mà mình chia sẻ với cả nhà thì bây giờ mình cũng phải đáp lại cho cả nhà biết là riêng mình có cho hay là không thì mình sẽ trả lời cho cả nhà biết là cái sự của riêng mình mình cho hay là không là mình cho mình cho là như thế nào mà mình cho, mình nghĩ như vậy mà mình cho nha, chứ không phải rằng là ai suối ai bảo mình phải đi theo à, để rồi à, giúp đỡ cho cái người này phải có, không có, không có cái vấn đề đó nhưng đây là cái sự chia sẻ là mình nó mình cho, mình cho là như thế nào, mình thấy trước mắt, mình nhìn tận mắt, mình thấy được là cái người đó cần sự giúp đỡ đó, đó mình cho, mình sẵn sàng cho. Nhưng cái sự giúp đỡ của mình mình không cần phải buông chiên cho ai, mình không cần ai phải nhìn vào thấy được và mình cho người đó. Còn cái phần đã mình đã cho ra rồi là xong. Mình không biết cái đồng tiền hay là cái món ăn gì của mình cho người ta đi đến đâu mình không cần biết. Nhưng miễn sao mình cảm thấy mình cho rồi. Những người đó đó họ có thật tình hay họ có dùng đủ mọi thứ để mà lợi dụng cái lòng tình thương của mình thì họ là người mang tội mang nghiệp chứ không phải là mình tại vì nếu mà mình nghe lời người bên kia thì mình sẽ không cho thì mình lại đánh mất đi một cái cơ hội là giúp người cho nên đối với mình thì mình trả lời rằng là mình cho cái phần cho của mình cho là xong còn cái phần đi đến đâu đó là chuyện của người nhận đó là một cái mà mình à, muốn chia sẻ trong cái video của cháu à, cháu gái hôm nay thì cũng hy vọng cả nhà của mình nếu mình cảm thấy những cái gì mà mình có thể à, giúp giúp đời và giúp người thì thì mình cứ làm mình làm trong cái lương tâm của mình nhưng cái sự mà mà yêu thương của các vị thì cũng hy vọng rằng là không phải lọt vào trong những cái mà lợi dụng cái tình thương của cả nhà để mà để cho cả già của mình bị nói rằng là đã bị lợi dụng đó là một cái lời mà để cho à, Chúng ta nên suy nghĩ có nên giúp hay là không. Đó là quyền của cả nhà. Rồi cái video hôm nay thì mình cũng có chia sẻ một chút xíu về cháu gái 6 tuổi này. Chưa đầy 6 tuổi nhưng thôi cho cháu 6 tuổi đi. Cháu thấy cháu cũng lớn, á, thấy cũng uh, lanh lẹ, dễ thương. Nói về thích cháu á, thì uh, thật sự mà bây giờ nếu mà đưa lên trong 100 người á, thì có thể nói rằng là 99,9 người thích cháu rồi Chứ không có phải rằng là Không ai thích cháu Nhưng mà có những cái Khi mà có thể rằng là những cái lời lẽ của cháu Đưa ra Và những cái cái mà à, Có thể là nhồi trong đầu óc của cháu Nó quá nhiều Cho nên để cho Cộng đồng của chúng ta có thể rằng là Suy nghĩ một chút Về những cái lời chia sẻ của cháu Thì à, Thì đó thì đợi con like vlog hôm nay chia sẻ cho cả nhà của mình. Hãy nhớ à cho mình những cái bình luận của lời chia sẻ hôm nay và cho mình cái like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh nha. Rồi xin chào cả nhà. Mình sẽ um, tiếp tục trong cái chương trình kế tiếp là à uh, những cái video sau này à uh, đưa ra cho cả nhà à uh, để rồi chúng ta cùng nhau à um, chia sẻ với nhau trong cuộc sống. Xin chào, hẹn gặp lại video kế tiếp. Dạ, bye bye.